Theo đó, toàn bộ 80 người được đưa đi cách ly là hành khách và phi hành đoàn đi trên máy bay từ sân bay quốc tế Daegu đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào khoảng 10 giờ 55 phút. Trong tổng số hành khách này có 22 người mang quốc tịch Hàn Quốc. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, toàn bộ số khách Hàn Quốc và một người Việt Nam bị sốt nhẹ đã được cách ly theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Phổi. 57 người còn lại được đưa đi cách ly tại bệnh viện Dã Chiến thuộc Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Đồng nghệ ở huyện Hòa Vang. Theo cảng vụ miền Trung, máy bay chở khách này sẽ được đưa về bãi đỗ biệt lập và tiến hành các thủ tục nhập cảnh y tế ngay tại bãi đỗ.